người lý tưởng giống ai? Giống chú Quyền Linh. Đẹp không chú Quyền Linh? Cái tính tình với lại biết lo cho gia đình, thương gia đình á. À vậy ha, rồi để hỏi lại. Tính tình có giống chú Quyền Linh không? Biết tính chú Quyền Linh là sao không? Dạ chưa. Ai dưới đó bê đê vậy? Ai nói vậy? Xin giới thiệu, em tên là Huỳnh Đức Trí. Năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang làm kỹ sư của một công ty xây dựng. Quê em ở Đồng Nai và em lên Sài Gòn cũng được 4 năm rồi. Rồi, mời bạn nữ. Em chào chú Huyền Linh, chào dì Cát Tường. Chào con. Chào anh bên kia và chào anh chị khán giả. Em tên là Duyên, em đến từ Cần Thơ. Năm nay em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là tư vấn tài chính. Ở Cần Thơ hay là ở Sài Gòn? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh. À, là mình làm việc trên đây rồi ha. Mình giới thiệu một chút về bản thân mình, điểm mạnh về điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh đó là cũng hòa đồng với mọi người, dễ làm quen nói chuyện. Còn điểm yếu thì hay hờn, hay giận, với lại có nhiều lúc cũng run. À, mỗi lần hờn giận vậy rồi ai năn nỉ? Dạ, thì người nào làm thì người đó năn nỉ. Người nào làm đó năn nỉ. Mà sao mới có 22 tuổi mà đã đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi? Dạ, tại vì mẹ em thích coi chương trình này. Rồi cái nói đăng ký đi, em cũng thích coi, rồi cái em đăng ký đi. Rồi bây giờ nếu chọn ở bên kia mà đúng đối tượng đó rồi mình có đi tiến tới hôn nhân không? Dạ, thì quen tìm hiểu rồi sau này thì mới tiến tới hôn nhân được. Khoảng bao nhiêu năm nữa thì mới đám cưới được? Cỡ 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa ha. Rồi bạn trai, rồi bạn giới thiệu về điểm yếu, điểm mạnh của bạn đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em có thể ca hát, chơi thể thao. Tất cả những cái việc trong nhà hầu như là cái gì em có thể làm được hết. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi thẳng tính và nóng tính chút xíu, nhưng mà qua thời gian khi đi làm thì cũng có thể kiềm chế được. Rồi đâu mình điểm mạnh ca hát rồi mình ca thử một khúc đoạn nào thử các bạn. Thì đến chương trình ngày hôm nay em muốn gửi một ca khúc, đó là bài Bức Thư Tình Đầu Tiên. Mời bạn. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gần nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những anh mang muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông cuộc đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng? Anh nhớ em, anh nhớ em. Mến man bên tràn thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sáng tinh sáng, mắt anh kiếm tiền, tay anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Trời ơi, kỹ sư xây dựng mà hát hay vậy sao ế? Dạ, thì cái công việc của em đặc thù là chỉ tiếp xúc với công nhân, mà đặc biệt là công nhân nam, với cát đá xi măng là chính, cho nên thì cái cơ hội để tiếp xúc với nhiều bạn nữ thì nó cũng không có chị, cho nên ế tới giờ. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng 2 mối tình chính thức. Và nhiều mối tình không chính thức đúng không? Dạ thì cũng có nhưng nhiều. Mình có tìm ra được nguyên do tại sao mình lại chia tay những mối tình đó không em? Dạ thứ nhất là do cái tính tình mình không có hợp, và cái cách chia sẻ của mình nó không có đồng điệu với nhau á, cho nên nó dẫn đến cái chia tay. Chứ thực sự thì quen nhau thì cũng không có muốn là mình chia tay, tại vì quen nhau rất là khó mà bỏ nhau còn đó là chuyện khó hơn. Cho nên là em muốn mình chững lại một thời gian để mình tìm một người nào đó thích hợp để mình quen lâu dài và tiến tới hôn nhân luôn. Tại sao hôm nay bạn đến đây mắt bạn buồn thế? Người ta nói em mặt em nó buồn như thế thôi. Dạ. Mặt buồn thôi chứ thật ra là người không có buồn hả? Mặt dạ. Rất là buồn. Rồi đó là chia sẻ của bạn trai. Bạn gái bên kia cảm giác thế nào bạn? Bạn cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào? Nghe hay mà cũng ấm.
mình đặt ra tiêu chuẩn tìm người bạn trai là người như thế nào? Dạ, đầu tiên thì cao ráo, trên 1m7. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m63 chị. 1m63, dạ. Kiếm trên 1m7, đúng rồi. Dạ, đừng có gia trưởng, đừng có hay nói dối, với lại không có hút thuốc, với lại đừng có để móng tay dài. Tập, cái câu này, tôi cũng ghét mấy cái vụ này lắm. Dạ, dạ. Coi cái đầu nói tiếp. Dạ, chào chị. Xe bàn tay ra coi. Ờ, hên quá. Mày cắt. Mới. Ủa là bình thường cũng dài nữa hả? Dạ không, dài là em cắt kìa. Có hút thuốc không? Dạ không. Rồi, cao mét mấy? Dạ, 1m82 chị. Dữ vậy? Dạ. Rồi, mới hỏi có nhiêu đó, để về hỏi nữa. Tại nghe cái vụ móng tay dài nên sập qua liền. Để móng chân dài được không? Có cái gì không thích nữa không? Không thích nhuộm tóc chị. Không, hình như không có nhuộm. Ờ, mẫu của người lý tưởng giống ai? Giống chú Quyền Linh. Đẹp không chú Quyền Linh? Cái tính tình với lại biết lo cho gia đình, thương gia đình đó. À vậy ha, rồi để hỏi lại. Tính tình có giống chú Quyền Linh không? Biết tính chú Quyền Linh là sao không? Dạ, ai đâu. Dưới đó bê đê vậy? Ai nói vậy? Nói vậy chứ bạn không thích điểm gì ở người phụ nữ? Em không thích là tính lăng nhăng chị. Và nhiều chuyện. Phụ nữ ai lăng nhăng? Nhiều chuyện thì cũng như có, cũng có. Rồi về ngoại hình? Về ngoại hình thì cao từ 1m6 trở lên được rồi. Tại vì em 1m8 mét... Anh đây 1m63 cao lắm. À dạ vậy được. Được. Ngoại hình thì cân đối, gương mặt thì nhìn dễ thương, nhìn phúc hậu thôi. Chứ em cũng đòi hỏi là phải lộng lẫy như thế nào đó. Bây giờ cổ mới 22 tuổi hả? Rồi chuyện nào tiến tới bạn, chuyện nào tiến tới hôn nhân được? Thì nãy bạn mới nói là cũng nói là khoảng 2 năm. Đúng rồi. Thì dự định em cũng như vậy. À vậy hả? Tại vì cái công việc của em nó mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Khi mà mình cưới về mình lỡ có con thì con mình không chăm lo được thì rất là tội nghiệp cho nó. Em nghĩ tới như vậy. Dạ. Mà đúng anh Huyền Linh nó đúng á, mặt buồn vậy. Dạ. Tươi cười lên, tươi lên. Nhưng phần nãy giờ trời đói bụng quá chị. Vậy hả? Rồi vậy chúc hai người dẫn nhau đi ăn luôn, mời bạn gái đi ăn luôn. Dạ. Cười lên. Rồi vậy nha. Chúc kéo màn lên là phải cười y chang vậy nha. Con đẹp trai mà. Để hôm qua coi đàn gái thế nào nha. Ta nói Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Thử có về không? Ô, chào con. Dạ. Rồi dễ thương quá. Mẹ kêu đi đăng ký chương trình, bạn muốn hẹn hò. Biết mẹ rồi, có gửi gắm yêu cầu gì không? Mẹ có nghe rồi. Mẹ kêu thì người thì con chọn là được rồi. Nhưng mà nói với bạn trai là nếu mà có quen rồi cưới về á, là yêu cầu duy nhất là đừng có trả gì nên sản xuất là được. Nào dễ thương vậy. Dễ thương quá. Được rồi. Nha, được. Ổn. Vậy bữa nay mẹ có lên theo không? Dạ không chị. Bữa nay có đi ai đi theo ủng hộ mình không? Có mấy anh chị đồng nghiệp với cái chị cùng phòng với bạn của em. Ủa đông lắm hả? Có mấy người. Chào các bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi chào bạn. Chào các bạn trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Duyên là cô bé thật sự em ở chung thì em thấy rất là dễ thương. Rất là quan tâm đến người khác. Đôi khi tính tình có hơi bướng bỉnh chút xíu. Nhưng mà thực sự là em nghĩ là anh mà gặp cô bé đó thì chắc anh cũng sẽ bấm nút thôi. Rồi nhận xét về ảnh thì như thế nào? Em thấy thì anh cũng là người chững chạc, nhìn cũng được. Có cơ hội hai người gặp nhau thì có thể tìm hiểu lâu dài hơn. Trai đi với ai em trai? Giờ hôm nay em đi một mình ạ. Một mình hả? Rồi có mọi người ủng hộ bạn nha. Vấn đề giờ hai người sẽ gặp nhau. Tươi lên, tươi lên. Cười tươi lên. Hai người này mặt buồn quá. Một cô gái cười nha, cười liền nha bạn trai. Rồi hai ba cười. Chào anh. Hôm nay anh có món quà muốn tặng em. Chúc em lúc nào cũng vui vẻ và xinh đẹp như món hoa này. Dạ cảm ơn anh. Chàng trai có giọng hát rất là truyền cảm. Đối với công việc á, thì anh có phải là người của công việc không? Anh nghĩ là người của công việc. Hiện tại bây giờ thì nếu như ban ngày về thì anh chỉ ở nhà và làm công việc buổi tối để buổi sáng mình chuẩn bị mình đi làm thôi. Chứ còn đi chơi thì cũng ít có thời gian để đi chơi lắm. Mình cảm nhận người đối diện thế nào hả em trai? Dạ, bạn gái rất là dễ thương, rất là nhìn rất là hiền hậu. Còn nhỏ nhõng nhẽo hay giận hay hờn, chịu khó năn nỉ nha. Dạ cái đó em chỉ được. Ừ, chỉ được hả? Bạn gái cảm nhận bạn trai như thế nào? Nghe giọng thì thấy nghiêm, với lại anh có gia trưởng không? Thì nói về gia trưởng thì nếu mà gia trưởng quá thì cũng không tốt. Nhưng người đàn ông cần phải có một cái chính kiến của mình ở gia đình. Ví dụ như là một cái sự kiện, công việc gì đó cần phải có một quyết định. Thì người đàn ông là người quyết định sau cùng. Đối với anh là như vậy. Nếu như cô ấy nhõng nhẽo thì em trì bằng cách nào? Nếu mà nhõng nhẽo thì em nhõng nhẽo lại. Được không? Thì để coi anh nhõng nhẽo sao. Chứ chưa thấy ai nhõng nhẽo. Thôi giờ thử là nhõng nhẽo coi anh nhõng nhẽo sao. Thôi giờ em không chịu lắm.
Con sao? Thôi cái đó nhõng nhẽo thì nhõng nhẽo hai người thôi, chứ nhõng nhẽo nhiều người sao nhõng nhẽo được. Đúng rồi. Nói một câu gì đó tỏ tình đi. Tự nhiên nói giờ em không biết hát bài gì luôn. Lâu đài tình ái. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình anh. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Vì lâu đài. Hai câu hết. Dạ. Rồi. Rất là dễ bây giờ thương. Chúng ta chỉ còn suy nghĩ và bấm nút thôi các bạn. Đây là giây phút quan trọng. Những phút ngắn ngủi mình tâm sự với nhau, nhưng cũng đủ để mình kiểm tra lại cảm xúc của mình. Suy nghĩ thật kỹ. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, nắm tay bạn gái đi. Xứng đôi quá ha. Cặp này xứng đôi à. Trai tài gái sắc đấy. Hãy cố giữ lấy nha. Những gì mình có ngày hôm nay, nó là một cái kỷ niệm đầu đời rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng hạnh phúc sẽ rất là. Em tên là Nhật Trang. Em hiện là giáo viên cấp 2 của trường Chu Văn An, quận 1. Em ở Thủ Đức. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 26. 26 tuổi, dạy môn gì? Dạ, em dạy văn. Dạy văn. Rồi, bên kia, mời giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên là Cường, sinh năm 1988. Hiện quê quán ở Bến Tre. Bạn làm nghề gì? Dạ, em hiện nay là kỹ sư bên mảng viễn thông. Chúng ta trải qua mấy mối tình rồi bạn? Mối tình chính thức thì em chưa có. Thì chủ yếu em mít hai mối tình đơn phương thôi. Đơn phương thôi hả? Dạ. Cũng lạ nha. Trai giờ sao còn duyên nhiều quá nha. Bạn nữ thì sao? Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Ba chị. Ba mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi bạn? Dạ, cách đây khoảng gần 2 năm. Cái ưu điểm với khuyết điểm của mình là gì? Em nghĩ chắc là sống lạc quan, vui vẻ, khá là hòa đồng. Tính tình em thì hơi thẳng thắn. Thế mình có cái tật xấu gì không? Thứ nhất là em ở đây cũng khá là lâu rồi nhưng mà em không có làm đường ở Sài Gòn. Rồi còn một điều nữa là nhiều khi do công việc của em khá là bận, khá là nhiều. Cho nên mẹ nói là em hơi lười chút xíu. Tại vì khoảng thời gian mà em rảnh, em được nghỉ ở nhà thì em thường hay dành cái thời gian đó, một là ngủ, hai là lên giường và đọc sách. Em có thể đọc sách hoặc lên giường nằm chơi trên giường từ sáng đến chiều. Vậy là không làm việc nhà luôn, mẹ làm hết? Dạ không, công việc nhà thì em làm. Ý là khoảng dạ, thời gian rảnh rỗi. Mình rảnh rỗi, dạ. Mình có bạn trai rồi mình đi chơi với bạn trai. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm một người yêu như thế nào? Mỗi người đợi em nhé. Có thể là thân hình nó cân đối một tí. Bạn có thích mẫu người nó nhìn nó tóc hơi dài một tí. Tóc dài rồi. Dạ. Hiện đại hay là thích cổ truyền thống? Em thích người phụ nữ truyền thống nhưng có pha một tí hiện đại chứ đừng có truyền thống quá. Rồi. Mình có tiêu chuẩn giống ai hay là như thế nào không, cái mẫu người lý tưởng của mình á? Em thích những mẫu người mà hiện hiện kiểu miền Tây chị, như là Hoa Hậu Nam Hoa Khôi Nam Em. Cũng ước mơ cũng gần quá ha. Cái đó là hình mẫu lý tưởng thôi anh. Còn hiện thực thì mình làm sao? Rồi, bây giờ em không thích gì ở người phụ nữ? Dạ em không thích người phụ nữ là nam tính. Tính kiểu như tomboy quá. Với lại ăn mặc thì kiểu lè lẹt quá. Nghe bạn nam chia sẻ vậy thì bạn nữ cảm thấy như thế nào? Mình có đúng cái tiêu chuẩn bạn nam đưa ra không? Em nghĩ là em rớt toàn tập rồi. Sao vậy? Thứ nhất, em khá là nam tính, khá là hiện đại. Anh đâu, anh nó vượt truyền thống có chút hiện đại mà. Nhưng mà nghe thì chắc là cái truyền thống nó sẽ nghiêng nhiều hơn lại lên cái hiện đại. Nhưng mà cái đó chỉ là một trong cái suy nghĩ của người ta thôi. Khi mà người ta gặp nhau thì hình như mọi thứ đó nó không là vấn đề gì cả. Đúng rồi. Trong tình yêu mà đôi khi mà mắt nhìn mắt mà tiếng sét nó đã có rồi thì bất chấp. Cái đó thì chỉ tính tắc tham khảo thôi. Tham khảo thôi. Dạ. Đúng rồi. Bạn nữ có đặt cái tiêu chuẩn bạn nam như thế nào không? Em vốn dĩ là người đơn giản. Cho nên chiều cao chỉ cần cao hơn em. Về tính tình thì đơn giản người đó sống hòa nhập, đó là sống vui vẻ, hài hước. Người đàn ông thì lúc nào nên nói thì nói, lúc nào nên trầm thì trầm. Là người biết lo và quan tâm cho gia đình. Bạn thấy yêu cầu bạn gái bên kia có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm không? Dạ em thấy cũng cỡ hơn 50%, tại tính em cũng trầm lắm, chứ không có kiểu nó nói nhiều. Mình có điểm nào không thích ở người bạn trai không? Dạ thứ nhất là lộn thuộn. Thứ hai là gia trưởng. Em hai người mới chia sẻ với nhau, không áp đặt suy nghĩ của người khác cho nhau.
Vậy thôi. Đừng có lượm thượm không? Ủa nói cũng đơn giản, tôi dạ, thấy không có đơn giản. Ngăn nắp chứ không lượm thượm, ở mình không. Ở sống này ngăn nắp gọn gàng. Có gia trưởng không? Dạ không, em dân miền Tây miệng dễ lắm. Căng căng là không gia trưởng rồi. Nè vậy em có tật xấu gì không? Tật xấu của em thì dạo này hay quên, với lại cẩn thận quá, nhiều khi công việc nó chậm rồi cầu toàn quá, nó không có công việc hay là sự nghiệp nó cũng không thành công lắm. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Đám cưới hay là hôn nhân thì tùy theo cái sự hiểu nhau giữa hai người thôi. Em không có quan trọng cái thời gian. Rồi được. Hỏi hết giùm em rồi đó nha. Nghe hết rồi nha. Cô kêu ngồi nghe chắc say lắm nên em qua xem thế nào nha. À, chào em. Chào anh Linh. Bây giờ nói qua nói lại thì em là người cá tính đấy. Nhưng nếu gặp một ông chồng mà cái cá tính nó yếu hơn em thì em nghĩ sao? Dạ có thể là cũng tùy anh, bởi vì chia sẻ cho nhau chút xíu, bồi qua đắp lại chút xíu. Em mạnh mẽ thì người đó sẽ làm em dịu lại. Cô giáo đó. À, giáo dạy văn thiện lắm á. Anh đi hỏi rồi nói mà nãy giờ anh ngồi rung lắm. Giờ khoảng chừng nào cưới được nè? Em nghĩ chắc sẽ lâu. Tại sao vậy? Tại thấy có vẻ suy nghĩ nó chưa được hợp nhau lắm, cần thêm thời gian nữa. Nãy giờ em với anh nói em cảm nhận được bao nhiêu phần trăm là hợp với mình? Dạ chắc chưa được một nửa đâu anh. Chưa được một nửa luôn hả? Dạ. Biết đâu được mình gặp nhau, mình nhìn nhau sẽ hiểu nhau nhiều hơn thì sao? Dạ. Chờ tới lúc đó ta sẽ quyết định. Dạ. Bây giờ như vậy, mình thăm dò thêm ý kiến của những người thân đi theo mình đi. Dạ. Nè em có đi với ai không? Dạ em đi với anh họ của em và một người bạn của em nữa. Rồi. Dạ em chào anh Kinh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào bạn. Dạ em là anh họ của Trang. Biết Trang nhà em á thì nhìn bề ngoài có vẻ là mạnh mẽ phá cách, nhưng mà em là một người rất là sống rất là tình cảm. Trang là chị cả, có một em trai nữa, và việc trong gia đình á là thường là Trang quán xính mọi thứ. Từ nhỏ Trang đã lo lắng cho công việc của gia đình và chăm em nhà cửa là rất là chu đáo ạ. À, vậy bạn nhận xét bạn trai bên đó như thế nào? Anh thấy anh trai bên này là rất được, cùng ngành với anh, rồi anh thấy về tính cách là nhìn anh rất là hiền, cũng dễ thương. Cảm ơn. Vậy là đồng ý rồi đó. Bạn trai bạn đi với ai? Đi với hai người bạn đồng nghiệp. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bạn. Thì em là bạn của bạn Cường, tiểu học từ thời sinh viên, bây giờ cũng làm chung ngành, cũng chung chỗ luôn, quen bạn đến lúc mà em chưa có người yêu, bây giờ có người yêu, có vợ, có con rồi. Không nhấn vậy. Trai, em kiểm tính giới tính của anh chưa? Dạ là nam tính chứ không phải nữ tính. Dạ. Rồi bạn nhận xét bạn nữ bên này như thế nào? Thấy bạn cũng có tính chất là cá tính như hiện đại, mặc dù bạn nói là bạn là nam tính thì nói chung mà thấy đó cũng ok. Cảm ơn bạn. Cường, anh nói như này Cường, nút nhát nhưng ngồi trước phụ nữ á, mặt mẹ lên, bạn lĩnh lên chút xíu ha. Dạ. Khi hồi xưa mà anh chưa có người yêu, anh đi đâu tao nói anh đê đê thôi. Rồi bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Mạnh mẽ lên ha Cường nha. Dạ. Rồi kéo mặt lên, kéo mặt lên nào. Thực hiện gặp mặt lớn lên. Cường nó lớn lên nha Cường. Dạ. Hai mặc áo tình nhân rồi ha. Khi mà em gặp mặt anh thì em có nhận xét như thế nào? Ban đầu em nghĩ là anh hơi kỹ tính, cẩn thận, chân thật, mẫu người truyền thống chút xíu. Thì hồi nãy anh có nghe em nói không biết làm việc nhà, thì anh thấy em thì người cũng quá nữ, quá hiện đại rồi. Dạ hiện đại đâu có nghĩa là không biết làm việc nhà đâu anh. Dạ, thì anh cũng thích làm việc nhà lắm. Với lại anh nói chuyện cũng không hay lắm, cho nên nhiều cái nói nó không có rõ ràng lắm, cho nên em thấy không hợp. Dạ em dạy văn, em có thể từ từ hồi nãy nói chung là hiện nay em bối rối, ai chừng không biết để đâu. Thì cái tâm lý mà đúng không? Dạ. Rất là bối rối, bây giờ nói nó không tự tin, tự tin lên. Bây giờ đầu tiên mình cảm nhận về người đối diện mình như thế nào? Đầu tiên anh thấy em thì có một cái gì đó phù hợp với lại cái người phụ nữ anh đang tìm. Lại thẳng tính thì anh cũng thẳng tính, anh hay nói chuyện mà là người khác không thích anh lắm. Hoài, em không biết nữa à? Phòng nghiệp nhút nhát mà, thôi thông cảm cho người ta, còn anh đứng đây nè. Đứng lo cho nó nói đi, thoải mái đi. Thì anh thấy là nếu mà có cơ hội hẹn hò hoặc có đến tới cái xa hơn á, thì anh nói chung là điểm tựa cho em và luôn luôn mà tạo cái niềm vui từ cuộc sống. Em gái? Dạ em nghĩ là quan điểm cá nhân hay là những điều mà mình suy nghĩ từ trước đến giờ nó chỉ là một định hướng thôi, chứ nó không hẳn sẽ là con người mình sẽ chọn, nên em
em nghĩ có thể nếu chúng ta không tiến đến xa hơn, chúng ta có thể làm bạn. Ok, không sao. Rồi, hết thời gian. Các bạn suy nghĩ thật kỹ. Rồi, đặt tay lên nút bấm đi bạn. Trên sóng truyền hình, trước hàng triệu người theo dõi, người thân của mình, bà con, hàng xóm, họ đang chờ giây phút này. Những giây phút hết sức là nghiêm túc, chỉ 3 tiếng đếm, chúng ta quyết định bấm nút là tiến xa hơn và tạo cho mình một cơ hội. Còn nếu không cảm giác trái tim nó rung động, không cảm giác hợp với nhau, chúng ta có thể không bấm nút. 1 2 3. Chúc mừng. Nào, tôi là người mừng đầu tiên. Tôi thấy bạn gái bấm nút là một cái niềm vui đối với chúng tôi. À, tôi tưởng bạn gái. Dạ, em cũng tưởng, em cũng tưởng vậy. Cũng tưởng vậy đúng dạ. Không? Nhưng bạn rất bản lĩnh. Bánh cho bấm. Dù tưởng vậy nhưng mình vẫn cứ bấm. Hãy nắm tay bạn gái. Dạ, nắm tay. Sao xin? Nắm xin, là nắm. Chứ anh không lấy tay sao? Hả?